Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em của Tèo làm một clip đi ăn uống nè mọi người ơi. Giờ đi vào trong rừng mua đồ ăn vào đây. Ở đây có cái hồ này. Đi anh em của Tèo ăn uống xong thì tắm cái hồ đấy luôn nha mọi người. Anh em của Tèo đi cũng khá là đông nha mọi người. Tại vì cũng lâu rồi Tèo không quay cùng tem á, nên là bây giờ đi kêu mấy đứa bạn trong làng và cả tem với lại anh em họ hàng á mọi người, đầy đủ nữa đấy. Đây đồ ăn của Tèo, anh em của Tèo mua hôm nay này, một chai Pepsi và quả dưa hấu. Đây là tai heo nha mọi người, ớt chanh với lại hạt nêm đá. Giờ sẽ nướng tai heo lên nha mọi người. Yes. Đây là tay của thằng Bực đây. Đây mọi người, giờ Tèo có rủ thêm một nhân vật siêu to nha mọi người. Nhờ anh em mọi người một việc, đây là anh Tài là việc đang nằm ngủ. Còn đây là anh Thơ là đang bóc chanh nha mọi người. Đây có ba đang quân cái này để mà đi đem lên nướng cái tai heo này nè. Siêu giòn nha, nướng siêu giòn, siêu cay á. Đây, ba Trần thì đang giá ớt không thôi mọi người. Còn ớt, anh Béo làm gì vậy anh Béo? Anh Béo đang quay à? Ôi dồi ôi, anh Béo quay hay thế nhờ. Đâu quay cái gì coi nào. Đây cho mọi người coi, quay cái gì. Ôi hết đây nhờ. Cô Hiền thì đang nướng một bên tai heo nè mọi người. Nướng siêu giòn luôn nha. Anh Béo quay cái gì vậy anh Béo? Quay thịt gì? Quay thịt heo à? Đây cho mượn là đây này, cho mượn điện thoại này. Đây mọi người thấy chưa, đây là điện thoại của anh Béo nha mọi người. Giờ mình sẽ đi quay thịt. Anh Béo kêu là mình đem lên cái điện thoại để làm quay thịt này mọi người, đi làm thịt nướng nha. Chai vàng vàng như vậy là giòn lắm mọi người, mình nghe tiếng nha. Người thấy ngon chưa? Đây. Hai mỏng mỏng như vậy thì xe đem lên bỏ vào miệng nha mọi người. Đây cho mọi người coi, đây là anh Béo, tên là Voi. Ở Đắk Lắk thì là người ta gọi là Voi Đắk Lắk nha. Nhưng mà bây giờ đang ở Gia Lai ấy, nên là kêu là Voi Bình Dương mọi người ạ. Đây không phải là Voi Gia Lai, tại vì đang ở Bình Dương nhưng mà bây giờ đang quay video á. Đi đón về Gia Lai quay một clip xong tí đem về Bình Dương mọi người. Giờ món ăn anh em một Tèo giờ cũng đã xong rồi nha. Cái này là món độc lạ nha mọi người, tại vì bữa giờ chưa làm món như này bây giờ luôn á. Thôi giờ ăn đi, chuẩn bị ăn uống đi. Đây. Cứ tự nhiên nha. Ăn nha. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, tại vì ở đây đang trong rừng mà. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha, ăn dưa hấu rồi. Anh Voi ăn gì anh Voi? Anh ăn ớt không? Em chân thành mời anh một trái ớt. Ăn đi em tặng mà, ăn đi. Ăn đi anh. Em tặng mà. Anh không nhận lòng thành của em buồn đấy. Buồn quá. Ăn đi, ăn giúp em đi. Ăn đi. Nó thích ăn cái màu trắng đấy thôi. Cái này màu đỏ này nhìn nó mới ngon nè. Ăn gì Gia Lạc mấy nguyên bè bọc.
Chay gì kì vậy? Cái ăn Gia Lang Tây Nguyên ăn cái này nó mới ngon nè. Đấy. Ăn miếng thịt mà ăn luôn cả miếng ớt luôn. Là tay cá hay ăn ớt thấy à. Thử âm cảm giác. Nhưng đó hết cả mặn luôn nhỉ. Không cay đâu, nhưng mà nhiều hạt. Ớt nhiều hạt. Đúng rồi, ớt này nhiều hạt mà. Đắng. Ăn đi. Ê, thì cứ tự nhiên như ở nhà nha. Này nói rồi đấy, tại vì bây giờ đang ở trong rừng nè. Nó tự nhiên hơn ở nhà, tại vì ở nhà thì mình mới ngại. Đây giờ Tèo mời tất cả mọi người ăn đồ ăn của Tèo nha. Trong rừng mát hơn ở nhà. Đúng rồi, trong rừng nó mát chứ. Anh Mập ăn đi nhẹ nhé. Anh Mập buồn vì đã cắt đi một hai lỗ tai. tai này là tai của anh Mập này mọi người. Cắt đi đem nương tại vì anh em đi quay mà không có đồ ăn á. Tí nữa mà ăn tay không đủ thì chắc chặt một cái đùi nhỉ. Oh no. Anh em một Tèo sẽ chơi một trò chơi nha. Đây là 1-2-3. Nhưng mà ai thắng thì ăn dưa, còn ai thua thì ăn ớt nha. Nope. Có ai dám chơi không? Làm hai nhóm. Có ai dám chơi không? Không. Đây mới ai chơi thì giơ tay lên đi. Ai chơi giơ tay lên đi. Đây đâu? Đây. 1, 2, 3. 3 người thôi. 4 người nha. Đây là phần thưởng của người thua nha mọi người. Làm quá là nói gì. Nếu mà thua ăn một nửa thì chơi hai đứa mà. Ừ. Ai đi trước đây. 1-2 thì đấy, 1-2. Được rồi, 1 đã. Rồi, bắt đầu lại. 1. Cầm sẵn một trái ớt luôn mọi người ạ. Mời đẹp. Bình luận. Mà lại bà hoàn tụi ti. Hết luôn. À, cho một nửa thôi. Yeah. Đứa nào thua là ăn nốt cái này này. Cô Hiền với anh Thơ nha. Là cái gì là cái này. Này. Đây là thua này. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Một nữa ăn nhiều quá. Đây. Thua ăn một trái ớt nha. Đấy. Chắc mà cay rồi. Được. Ăn ớt mà châm thêm mấy ớt. Ôi dồi, cái gì vậy? Hết một chai luôn. Quá khỏe. Bên đây quá khỏe. Hết một chai luôn. Đấy. Ai thắng thì ăn dưa, còn ai thua ăn ớt. Rồi. Cảm giác như sao? Ngon không? Thằng này uống nước ngọt nhé. Ngọt. Ớt là nó ngọt. Ớt nước ngọt đó. Ai thắng này uống nước ngọt nhé. Uống nước ngọt mà ăn dưa gì cũng được. Mọi người chỉ uống nước ngọt Pepsi. Quá đã. Đây là nhà hàng 5 sao nha mọi người. Nhà hàng 5 sao đây mọi người. Đây có cái hoa lò trong này này. Đây rất là nhiều hoa luôn mọi người ạ. Cứ lấy đại thôi. Đây là biển á. Cậy quá mọi người. Em này nó chịu thua rồi mọi người ạ. Ăn có một nửa trái ớt thôi bây giờ. Đây. Đây con một nửa nè. Ăn một nửa trái ớt thôi, bảo là không dám chơi nữa. Tay lượt của Tèo ăn rồi mọi người. Tèo sẽ ăn một trái ớt siêu to nha. Wow. Đâu rồi, trái ớt siêu to đâu rồi. Đây. Đây to nhất kìa. Không. Không. Oh no. Giờ không biết có dám ăn không nhé. Thôi. Giỡn mọi người. Dám ăn là có ớt thôi. Nói chung là mà trước Tèo ăn nhiều quá, bây giờ đau hết cả bụng rồi. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét đi danh hài thứ ạ. Quên mời mọi người rồi. Mời tất cả mọi người nha. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá.
Thì anh em mà tèo cũng đã ăn xong rồi nha mọi người. Đây còn dưa rất là nhiều luôn nè. Mà giờ ăn không nổi nữa. No quá rồi. Tèo xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác. Tại vì bây giờ anh em của Tèo lại chuẩn bị đi về nhà có việc làm rồi. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes, sir, chị chắn nó như vậy. Anh nói có dưới. Chắn anh nói là bye bye trong đâm. What?